Hành trình này mình sẽ khám phá hàng loạt các cảnh đẹp của Hà Giang. Mình sẽ đi qua dốc Thẩm Mã, thung lũng Sủng Là, cao nguyên đá Đồng Văn. Chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái cảnh vật vô cùng nên thơ và vô cùng độc đáo của Hà Giang. Nào các bạn hãy cùng mình lên đường thôi. Hôm nay là sáng sớm mùng 4 nhá. Cảnh đẹp quá mọi người ơi. Mình bắt đầu di chuyển từ cái homestay ở Bản Áng. Mình bắt đầu di chuyển lên Đồng Văn nhá. Hôm nay mình sẽ đi qua một loạt những cái cảnh đẹp ở Hà Giang là phố Cáo này, cao nguyên đá này, đấy, một loạt những cái cảnh đẹp ở Hà Giang nhá. Mình sẽ đi một loạt cảnh đẹp ở Hà Giang. Mọi người nào, bắt đầu lên đường thôi. Cái đoạn núi trước mặt của mình quá đẹp luôn. Nó từ cái đỗ đoạn hang Thẩm Lín để mình đi qua cái ngã ba Hữu Vinh. Ui đoạn núi kinh á. Ui khủng khiếp quá. Khủng khiếp quá. Đoạn núi khủng khiếp quá. Ui những cảnh này phải trải qua bao nhiêu tiết đấu, trận đấu căng thẳng. Đường khiếp nhỉ. Rộn rập luôn. Không tài đâu. Được quá. Lần trước đi đường chỉ thị với kinh. Có những người người ta không dám đi xe máy đi đường ấy ra mà. Người ta chỉ dám đi bộ thôi mà 20 cây 20 km chỉ đi bộ thôi. Có người người ta có xe máy người ta không dám đi mà. Với xe. Mà đi sợ ngã ấy, sợ xoay em vực ấy. Chứ không phải học xe mà đi sợ xoay em vực. Đừng thế, chết. Sợ đấy, chết. Cảnh kinh quá mọi người ơi. Cảnh khủng quá. Ôi, mình đang hướng đến dốc Thẩm Mã. Dốc Thẩm Mã kính chào quý khách. Dốc Thẩm Mã nhá. Mình đang hướng đến dốc Thẩm Mã. Yo. Mình vẫn đang tiến đến dốc Thẩm Mã nhá. Cảnh vật ở đây là cực kỳ đẹp luôn. Khung cảnh Hà Giang này cực kỳ hùng vĩ. Cực đẹp nhá mọi người nhá. Khung cảnh cực đẹp và cực kỳ hùng vĩ. Đoạn này đẹp quá à. Cảnh khủng quá. Cảnh khủng quá mọi người ơi. Khung cảnh Hà Giang nó vẫn là mắc bài luôn. Không còn gì để mà chê. Siêu đẹp. Mình còn một cây nữa, mình đến dốc Thẩm Mã nhá. Dốc Thẩm Mã mình còn cách một cây. 1 km là dốc Thẩm Mã. Mình bắt đầu chuẩn bị tiến đến dốc Thẩm Mã kìa. Dốc Thẩm Mã trước mặt đó, mình đang tiến lên phía trên kìa. Mình tiến lên dốc Thẩm Mã nhá. Bắt đầu tiến vào cái cung đường dốc Thẩm Mã. Yo. Lên đỉnh, lên đỉnh dốc nhá, đỉnh dốc nhá. Dốc Thẩm Mã cua liên tục luôn, cua tay áo liên tục. Thẩm Mã luôn mà. Toàn bộ hình ảnh về dốc Thẩm Mã ngày xưa đó, nó không có cái barrier này. Bên kia là vực luôn, bây giờ làm barrier như thế này nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đấy, mình nhìn từ phía dưới đẹp lắm kìa. Mình đang tiến đến dốc Thẩm Mã nhá. Yo. Mình đã đến dốc Thẩm Mã. Đây là phố Cáo nhá. Dốc Thẩm Mã phố Cáo.
đây ơi, như nào? Ở đây ơi, xe để đâu nhỉ? Vâng. Ôi, ông xuống đi. Xuống đi. Mình đang đến dốc Thẩm Mã nhá. Đoạn này dốc Thẩm Mã rồi, đông đấy nhờ. Toàn người với người thôi. Ủa đông thế. Gọi tung đấy. Dã man quá. Toàn bộ hình ảnh về dốc Thẩm Mã nhá. Đây là toàn bộ hình ảnh về dốc Thẩm Mã. Đông quá à. Toàn người với người thôi. Mọi người ơi, đây toàn bộ hình ảnh về dốc Thẩm Mã nhá. Toàn người với người thôi. Mình đang ở dốc Thẩm Mã. Dốc Thẩm Mã nhá. Ờ, vào đi. Vào bên trong đi, mấy anh em đang đứng bên trong này. Mình đang ở dốc Thẩm Mã. Mình sẽ đi một vòng tham quan cái dốc Thẩm Mã cho mọi người xem. Mình đang ở dốc Thẩm Mã nhá. Đây là những cái cửa hàng bán cà phê, bán đồ ăn, cơm lam này, trâu gác bếp này. Cơm lam thì ngon quá nhờ. Anh em vào trong rồi. Mọi thứ có vẻ ngon quá nhờ. Mọi thứ ngon quá. Nhìn mọi thứ đều rất là đông vui và tấp nập nhé mọi người nhé. Hôm nay ở dốc Thẩm Mã rất là đông người. Hôm nay mùng 4 Tết này, cực đông. Không, mùng 4 đến mùng 5 nữa, nhưng mùng 5 Tết đông thế, toàn người với người. Đâu lên đi em, đây là chơi kìa. Ngắm cái đường xuống dưới này. Này ai ra đây. À, lúc đấy mình từ đây nhìn. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái dốc Thẩm Mã từ trên cao khi mà đứng ở trên cái điểm cao nhất của nó để nhìn nhá. Đấy, đây là toàn bộ hình ảnh về dốc Thẩm Mã. Cảnh rất là đẹp luôn. Bắt đầu từ cái dốc Thẩm Mã để mình ngồi buộc dây kiểu này. Lần trước mình bị gãy chân vì buộc dây như này đấy. Thì hôm nào thì bây giờ mình bắt đầu từ dốc Thẩm Mã mình đi lên cái chỗ đoạn phố Cáo nhá. Thì mình bắt đầu di chuyển thôi. Thật sự ở dốc Thẩm Mã quá đông, ô tô nó xếp lên đến tận trên này. Biển ô tô toàn Hà Nội. Toàn Hà Nội luôn mà. Toàn 30 này, toàn 30 này. Toàn 29, 30 mà. Toàn Hà Nội mà. Ô tô toàn Hà Nội luôn. Cung du lịch ơi, đấy 29 này. Không đi được cái cung của mình. Thực sự là cái cung chính này, cung du lịch này, cảnh nó cũng cực kỳ đẹp, cực kỳ hùng vĩ. Mình đang hướng đến phố Cáo nhá. Cảnh từ lúc mà bắt đầu đến dốc Thẩm Mã là phố Cáo, cảnh nó đẹp thật. Như Thụy Sĩ luôn. Không có điểm nào mà chê luôn. Hàng cây à. Không có tiếng Việt thì nó khác gì Thụy Sĩ. Khác gì Thụy Sĩ đâu. Không có tiếng Việt không khác gì Thụy Sĩ mà. Siêu đẹp. Mấy cây đào ấy. Ui đẹp đấy, cung đường này. Ôi tuyệt vời quá mọi người ơi. Mình bắt đầu tiến vào dốc Chín Khoanh nhá. Trước mặt cái dốc Chín Khoanh nó sẽ là cây cổ thụ phố Cáo. Đây để mình nhìn này đấy, cái trước mặt các bạn là cây cổ thụ phố Cáo tròn trước mặt đây này, bên ngay bên tay phải mình đây này. Đấy cây này, cây cổ thụ phố Cáo nhá các bạn nhá. Đây chính là cây cổ thụ phố Cáo, rất là khủng khiếp. Mình bắt đầu tiến vào cung đường dốc Chín Khoanh. Mình bắt đầu tiến vào dốc Chín Khoanh nhá. Đây chính là những cái cung đường đầu tiên của dốc Chín Khoanh. Lên phía trên đỉnh thì nó sẽ có tất cả các điểm ngắm.
dốc rất quanh co. Dốc chín khoanh nha, nó có 9 cái khoanh. Mình vẫn đang đi nốt cái cung đường dốc chín khoanh nhá. Đang đi thì bị gọi loạn lên. Cho xem các bạn xem một cung đường úp cua liên tục trái phải của dốc chín khoanh. 9 cái khoanh dốc úp vỉa liên tục. Chín khoanh dốc úp vỉa liên tục nhá. Dốc chín khoanh. Tí lên trên đỉnh kia mình sẽ có một cái điểm viewpoint để ngắm toàn bộ cái dốc chín khoanh. Nhưng mà mình nghĩ là cái dốc chín khoanh này nó sẽ không đẹp được bằng cái dốc Hùng Mã đâu. Đây này. Hy sinh nghệ thuật đấy. Tay luôn đó. Hy sinh nghệ thuật đấy. Mình đang tiến lên cái dốc chín khoanh nhá. Ấy, phía dưới đẹp không? Viewpoint ở dốc chín khoanh đẹp không? Lên nữa, đẹp đấy. Viewpoint sẽ lên điểm trên cùng của dốc chín khoanh để mình nhìn toàn bộ cái khung cảnh ở Phố Cáo xuống phía dưới Phố Cáo. Nói chung là lên đến trên này thì nhiệt độ nó đã giảm rất là cao rồi. Nhiệt độ cực lạnh luôn nhá mọi người nhá. Lên đến phía trên thì nó sẽ có một góc nhìn cực đẹp về xuống phía dưới thung lũng của Phố Cáo. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái dốc chín khoanh nhá. Đường vẫn rất là quanh co, chín khoanh cua gấp liên tục. Chuẩn bị đến điểm viewpoint. Điểm viewpoint người ta đứng rất là đông ở xa, từ xa kia rồi. Rất nhiều người ta đứng để người ta ngắm cái viewpoint toàn cảnh về Phố Cáo ở phía dưới. Mình bắt đầu tiến vào cái điểm viewpoint của dốc chín khoanh mọi người ơi. Đây điểm viewpoint về của dốc chín khoanh nhá. Mình đã đến điểm viewpoint của dốc chín khoanh nhá. Thực sự cảnh ở đây là rất là khủng khiếp. Nó không đông như ở trên đoạn dốc Thẩm Mã. Ở đây có vẻ vắng vẻ hơn. Và cảnh này, wow, như Thụy Sĩ luôn. Wow, khủng quá. Wow, khủng quá. Đây là tiếp tục mình, tí nữa mình sẽ đi ở khung này. Này, khu vực ở dốc chín khoanh này nó không đông đúc như dốc Thẩm Mã. Nhưng mà thực sự là cảnh nó đẹp không kém gì luôn. Ở phía dưới này là thung lũng gì đấy. Nhìn như Thụy Sĩ luôn, khủng khiếp thật. Hôm nay sương mù cho nên những cái ngọn núi ở phía trên này, nó có những cái mây mù nó che ở trên, không nhìn thấy được trời xanh. Nếu trời xanh nữa thì nó còn đẹp hơn nữa. Mình bắt đầu rời cái dốc chín khoanh này, mình tiến lên cái điểm ngắm hoa đào Phố Cáo. Nói chung là cảnh ở đây bây giờ cực kỳ đẹp rồi. Cảnh ở khu vực này siêu đẹp. Mình đang tiến lên cái điểm ngắm hoa đào Phố Cáo và thung lũng Sùng Lả nhá. Mình thấy là đẹp nhất nó là thung lũng Sùng Lả. Tí nữa mình sẽ quay cất nhiều về thung lũng Sùng Lả cho các bạn xem. Mình thấy thung lũng Sùng Lả nó đẹp nhất luôn, siêu đẹp. Lên đến đây là sương mù nó rất là dày rồi. Thời tiết nó đã hạ nhiệt độ hơn rất nhiều. Mình còn cách Đồng Văn 25 cây nữa. Đây là phố Bảng à. Phố Bảng thì thôi mình bỏ qua phố Bảng thì mình tiến lên thung lũng Sùng Lả nhá. Thung lũng Sùng Lả. Mình cung đường này, cung đường đang dẫn xuống cái thung lũng Sùng Lả nhá. Theo mình đánh giá thì đây mới là cái thung lũng đẹp nhất của Hà Giang. Thung lũng này hôm nay sương mù như thế này xuống đấy khung cảnh mường ảo thì rất chi là đẹp luôn. Cố gắng xuống đấy thì mình dừng xe lại, mình sẽ rút con 360 ra để mình làm số góc quay của 360 xuống thung lũng Sùng Lả, sẽ thấy được cái cảnh vật là thiên nhiên tuyệt vời rồi. Wow, cảnh đẹp quá. Nhà của Bao, cơm nhà Bao Hoan Tây, nhà của Bao nhá. Nhà Bao là cái nhân vật Bao là đóng ở trong cái bộ phim
của Việt Nam hay sao ấy. Thì cái nhà ấy là được đóng trong cái phim Nhà của Bao, cho nên là bây giờ nó trở thành cái khu du lịch. Chắc cái khu vực nhà ấy nó rất đẹp. Mọi người có mình đã vào đến xã Sùng Lả này. Thung lũng Sùng Lả. Xã Sùng Lả, ngã tiến bắt đầu tiến vào xã Sùng Lả nhá. Nhà Bao không? Vào nhà Bao tí không? Nhà Bao tí đi. Nhà Bao đây luôn. Đây nhà Bao đây, trong ngoài này. Để xe ngoài này này, để xe ngoài này. Vào đây. Để xe ngoài này mà vào nhà Bao rồi. Ôi xuống rồi. Vào đây đây. Đây nhà Bao trong này. Toàn bộ hình ảnh về khu vực nhà của Bao nhá. Làng văn hóa thôn Lũng Cẩm này. Vào đây cũng một vòng ấy. Ở đây là phun hoa tam giác mạch nhá. Người ta đang chụp ảnh rất nhiều ở đây này. Vườn hoa tam giác mạch ở đây. Vườn hoa tam giác mạch rồi. Khu vực này là vườn hoa tam giác mạch nhá. Mình tiến vào nhá. Khu vực nhà của Bao. Nhà Bao đấy. Vườn hoa tam giác mạch trông kinh quá nhá. Trông khủng khiếp đấy. Wow. Sau đó sẽ phải vào quốc lộ 4C. Hoa này. Ủa, nhiều hoa quá này. Khủng quá nhờ, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp đấy chứ đúng không? À, đây là vườn hoa tam giác mạch nhá. Nhà của Bao. Vườn hoa tam giác mạch của nhà của Bao nhá. Mình đăng tiền lên khu vực nhà của Bao. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái làng văn hóa thôn Lũng Cẩm. Hạt dổi, mắc khén, bán hết tất cả các loại luôn. Bánh này là bánh tam giác mạch đúng không ạ? Bánh này gọi là bánh tam giác mạch á. Thôi vào vào đã, xong tí ăn. Đây bánh tam giác mạch ấy. Đang tiến vào khu vực nhà của Bao nhá. À. Wow. Nhà Trình Tường nhá. Ê, khu vực nhà Trình Tường. Cực đẹp luôn à. Nhà Trình Tường. Mô hình nhà Trình Tường. Mà vừa cảnh đầu tiên cơ. Cảnh đầu tiên á. Cứ tờ nhá. Cảnh đầu tiên em phải thấy khu này cơ. Toàn bộ hình ảnh về khu vực làng văn hóa thôn Lũng Cẩm à. Vườn hoa tam giác mạch cực kỳ đẹp. Wow, cảnh đẹp quá. Đầu tiến tiếp vào bên trong nhá. Bộ thổ cẩm này. Ở đây người ta cho thuê mấy bộ váy dân tộc này của người đồng bào để chụp ảnh với cả hoa tam giác mạch này. Em mình đang tiến vào cái khu vực nhà Bao nhá. Bao của nhà đi. Đấy, nhà của Bao rồi, đấy, nhà Bao rồi. Đúng nhà của Bao luôn. Sợ, đúng rồi. Quay phim chuyện của Bao luôn. Quay phim chuyện của Bao rồi. Thế anh vào được chưa nhỉ? Cháu nhỉ? Anh em vào đi, hay là trên này có gì không nhỉ? Không, ở đây thôi. Ở đây thôi á? Ở đây thôi, đây thôi. Đấy, đúng nhạc vào luôn. Nhưng mà nó có cái chữ này chảy lắm. Vào đây ta chụp nhá. Không kệ rồi. Bỗng. Ê, chuyên thôi anh em. Rồi, chuyên thôi, chuyên vào dần thôi. Nhà của Bao nhá. Nhà Bao vào trong bán hàng bán hùng ơi, công nghiệp này hả? Bán hàng bán hùng này. Không giữ được. Đây nhà vệ sinh. Đây là cái gì ạ? Đấy là gì ạ? Nhà vệ sinh của Bao. Nhà vệ sinh của Bao. Mà trong này thì là... em bảo đâu à? Vệ sinh Bao. Vâng, vệ sinh nhà của Bao. Nhà Bao đây, ở đây thì thấy được có mỗi gái nhiều gái xinh thôi. Chưa thấy Bao đâu mà thấy gái xinh. Nhờ nhiều gái đẹp. Đi Hà Giang nhiều rồi. Nhà cổ nhà của Bao rồi. Mình đang quay một vòng tròn về nhà của Bao nhá. Nhà cổ nhà của Bao. Đây toàn bộ hình ảnh về nhà của Bao. Để vào nhà Bao ấy xem có cái gì. Được vào xem không con? Nhà của Bao à, mọi người vẫn đang sinh hoạt, đang sống ở đây mà.
người ta mọi người vẫn đang sinh hoạt và đang sống ở đây nhá, chứ không phải là đây chỉ là nơi kiểu dạng là tham quan du lịch được. Người ta vẫn sống và sinh hoạt ở khu vực nhà của Bao luôn. Bao sống và sinh hoạt luôn à? Nhà Bao vẫn sống và sinh hoạt luôn, mình xem nào. Vẫn có người sống đây này. Tất cả các căn đều có người sống và sinh hoạt này. Vẫn có người sinh hoạt ở trong khu vực này nhá. À, của Bao rồi. Đây là ai nhỉ? Hay đây là Bao? Gọi Bao cả đi mà. Đây là Bao. Đây là toàn bộ hình ảnh về nhà của Bao nhá. Bên trong này đang treo thịt treo các bếp à? Thịt treo các bếp. Lên gác thử xem nhà Bao cái gì nha. Khách không được ngồi giữa cửa. Mua xẻo chí. Xem nào. Sang đâu? Sang bên kia nhờ, bên kia mặt sáng hơn nhờ. Thế cứ vào đây ngó xem có cái gì ở đây. À cũng chả có gì. Cái lúc lên xong rồi. Thôi chúng ta siêu tay bảo đây. Làm thực sự ở những cái cung đường của nó nó cũng uốn lượn theo những cái thung lũng, hết thung lũng này đến thung lũng khác, nó cứ trùng trùng điệp điệp. Nói chung là cảnh vật ở đây nó cực kỳ là cuốn hút luôn. Những người nào mà lần đầu tiên đặt chân đến đây thực sự là sẽ bị mê hoặc bởi cảnh vật. Cảnh vật Hà Giang nó không còn điểm gì mà chê. Mình bắt đầu tiến dần vào khu vực cao nguyên đá Đồng Văn. Tất cả những cái xung quanh là bắt đầu trải dần ra những cái viên đá màu đen. Chỉ còn 5 cây nữa là chúng ta sẽ đến được cao nguyên đá Đồng Văn. Cao nguyên đá Đồng Văn đã hiện ra trước mặt. Ở đây là một loạt những cái đá tai mèo, nó một thung lũng đá luôn. Một màu đen hoàn toàn của đá, không chen được một tí nào cây cỏ. Nói chung là cây cỏ mọc lên phía trên nó rất là thưa thớt. Khung cảnh ở đây thực sự như sao hỏa luôn. Một trong những cái khung cảnh gọi là độc đáo của Việt Nam. Ở đây còn được người nước ngoài người ta đặt tên là công viên địa chất toàn cầu. Wow, khung cảnh thì thung lũng trùng lả hiện ra ở phía dưới quá khủng khiếp các bạn ạ. Mình đang tiến đến cái khu vực mà được người nước ngoài người ta đặt tên là công viên địa chất toàn cầu. Ở đấy còn có những cái hóa thạch nó còn hàng trăm triệu năm tuổi, rất còn hoang sơ của những cái gọi là lòng biển của thời cổ đại. Mình đang tiến đến khu vực công viên địa chất toàn cầu. Khu vực cao nguyên đá Đồng Văn này thực sự là rất là đẹp, vì những cái núi đá đây không còn màu xanh nữa, nó là hoàn toàn là một màu đen, hoàn toàn núi đá đen. Tất cả đều là đá nhá. Khu vực này người ta sẽ không trồng trọt được gì đâu, ngoài trồng ngô. Cho nên là đặc sản ở khu vực những khu vực núi đá này nó sẽ là mèn mén. Không biết là có bạn nào đã được ăn mèn mén chưa, nhưng mà đấy là đặc sản của những người vùng cao mà khu vực nhiều núi đá. Người ta không trồng trọt được lúa và các loại thực phẩm khác, cho nên là ngô xay hấp lên nó thành mèn mén, nó đặc sản của người dân vùng cao nhá. Mình đang tiến đến khu vực công viên địa chất toàn cầu. Cảnh ở đây thực sự là quá đẹp như sao hỏa, chỉ có mỗi con đường của mình nó là được thấy nó là thật thôi. Mình vẫn đang tiến lên khu vực cao nguyên đá Đồng Văn và khu vực công viên địa chất toàn cầu. Thì là mình đã đến được cái khu vực gọi là cao nguyên đá Đồng Văn. Trước mặt mình xa xa kia nó là cao nguyên đá Đồng Văn. Mình còn cách cao nguyên đá Đồng Văn đấy khu vực thì nó còn 500m thôi, 400m. Nó đang ở trước mặt mình rồi. Thực sự khu vực cao nguyên đá Đồng Văn này rất là đẹp nha mọi người nha. Khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Khu vực này nó được đánh giá là công viên địa chất toàn cầu ấy.
mình đánh giá nó đẹp như sao hỏa luôn. Một trong những nơi đẹp nhất Việt Nam. Đấy, mọi người đang đi ra chụp ảnh rất nhiều rồi này. Mọi người đang đi bộ ra chụp ảnh rất nhiều. Mình cũng bắt đầu tiến ra ngoài để mình chụp ảnh thôi. Nào mọi người hãy cùng mình khám phá cái đoạn cao nguyên đá Đồng Văn nhé. Mình đã đến cái khu vực gọi là gì đây? Bãi đá mặt trăng này. Khu vực rất là đẹp nhá. Khu vực cực kỳ đẹp này, mọi người đang tiến ra ngoài để chụp ảnh những cái mỏm đá rất là đẹp nhá. Mình sẽ tiến lên vào trong để mình xem những cái cảnh đẹp hơn nhá, để mọi người cùng trải nghiệm cái khu vực công viên địa chất toàn cầu hoặc còn gọi là bãi đá mặt trăng. Bắt đầu tiến vào bên trong nhá của cái khu vực bãi đá mặt trăng cao nguyên đá Đồng Văn nhá. Ngày xưa đợt mình đi đến đây cách đây là thì người ta còn chưa làm cái cung đường này này. Bây giờ đường bê tông đã làm rất là đẹp rồi. Đây toàn bộ hình ảnh về khu vực bãi đá mặt trăng này. Mình sẽ tiến ra khu vực bãi đá mặt trăng nhá. Mình sẽ bay chút flycam đi. Thấy được cái khung cảnh tuyệt vời ở đây. Khu vực bãi đá mặt trăng này, cảnh cực đẹp nhá. Mấy anh em đã ra ngoài để chụp ảnh rồi. Mình khả năng mình sẽ bay một chút flycam đi để thấy được những cái hình ảnh siêu đẹp ở khu vực này nhá. Lúc nãy mình đi qua mấy điểm đẹp, mình không dám bay flycam tại vì mình chỉ có một viên pin thôi. Để tiết kiệm pin ra khu vực cao nguyên đá Đồng Văn, bay cho mọi người xem. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Đây là hình ảnh về cái cao nguyên đá Đồng Văn từ trên cao. Khi bay lên cao mình sẽ thấy được cái cấu tạo địa chất của cái bãi đá mặt trăng này cực kỳ là độc đáo. Vì cấu tạo địa chất ở nơi đây cho nên được UNESCO công nhận là đây gọi là công viên địa chất toàn cầu. Có thể thấy từ trên cao cái đoạn cao nguyên đá Đồng Văn này nó có một cái khung cảnh là vô cùng là hùng vĩ và khủng khiếp. Mọi người yêu quý ủng hộ thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những hành trình tiếp theo của mình nhé. Vậy là toàn bộ hình ảnh về cái cao nguyên đá Đồng Văn hay là công viên địa chất toàn cầu ở đây nhá. Mình bây giờ bắt đầu tiến sang bên nhà của Pao, nhà họ Vương đi. Hay còn gọi là dinh vua mèo nhá. Nào mọi người hãy cùng mình tiến sang dinh vua mèo rồi.